chào các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái điểm để thuê xe tự lái nhá. Thì nó có tên là Delta Car nhá. Ok, thì mình sẽ đi vừa đi vòng một vòng rồi mình vừa đi vừa nói nhá. Thì ở Nhật này rất nhiều chỗ cho thuê xe tự lái nhá. Ví dụ như là Toyota Delta Car này, Nippon Delta Car này, Tamka Delta Dental ấy. Và tất cả các chỗ này đều hỗ trợ tiếng Anh nhá. Thì các bạn nào mà ở Việt Nam qua mà đã đổi được bằng rồi thì có thể là thuê xe ở đây. Thì những cái chỗ như này thì ở đâu cũng có nhá. Bất cứ thành phố lớn nào đều có này hết. Thậm chí những chỗ còn có 2-3 chỗ thuê. Nhưng mà với điều kiện này nhá, các bạn điều kiện thuê xe các bạn phải có ổn quá nhỉ, phải có bằng lái xe hiệu lực ở Nhật nhé, phải có bản dịch tiếng Anh, nhưng mà theo một số trang báo mạng viết thì là chỉ cần bằng lái xe quốc tế thôi, nhưng mà theo mình ý, bằng quốc tế thì ở Nhật không chấp nhận, tại vì ở Nhật nó có kiểu lái xe ngược đời, lái xe bên trái nhá. Thì các bạn trước khi thuê các bạn cần xác nhận cái điều này nhá, kiểu đến lúc thuê rồi thì không thuê được thì lại nhỡ việc. Thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp đến các văn phòng hay là đặt trên mạng nhá, để thuê những cái loại xe này. Còn thuê được xe ở đây thì rất chi là nhiều loại xe, đa số là xe của Nhật nhá, các dòng thương hiệu của Nhật nhá. Ví dụ như là con 4, nói chung là toàn của Subaru, bên lại Toyota, bên lại Mazda, bên lại Nissan thôi. Còn giá thuê thì tính theo thời gian nhá, bạn có thể thuê dưới 6 tiếng, dưới 12 tiếng hoặc là 1 ngày. Giá thuê thì từng loại xe khác nhau nhá, ví dụ như là xe mới hơn thì sẽ đắt hơn rồi. Xe cũ mà lại xe ấy thì nó rẻ hơn rồi. Nhưng mà thường là chỉ khoảng độ 8 sen, tức là 8.000 yên một ngày, một lần, một ngày hay một lần, tôi không nhớ lắm. Thì với các điều kiện như này là nếu bạn thuê xe trong trường hợp mà bạn bị hỏng hóc ấy thì bạn phải sửa. Nhưng mà tôi khuyên các bạn là nếu mà thuê xe bên Nhật để mà đi lái, để đi chơi ấy, thì nên mua các bảo hiểm một ngày. Bảo hiểm một ngày thì ngay ở nơi thuê xe nó cũng bán, hoặc là những ở cái cửa tiện ích như là xe vườn nó cũng bán bảo hiểm một ngày nhá. Nếu như trong trường hợp mà bạn lái xe mà bạn bị gặp tai nạn đi thì bạn hãy liên hệ ngay với cái công ty mà bạn thuê xe ấy để người ta hỗ trợ này lọ nhá. Và một cái điều nữa ở bên Nhật này rất là hay này, khi bạn thuê xe xong bạn trả ấy, thì bạn phải đổ đầy bình xăng. Cũng có một số công ty người ta không yêu cầu đổ xăng, nhưng mà hầu như là người ta yêu cầu đổ đầy, tại vì bạn thuê thì người ta đổ đầy cho bạn rồi, thì lúc bạn giá thì bạn phải đổ đầy cho người ta. Nói về phương thức thanh toán thì có thể thanh toán giá bằng tiền mặt hoặc là giá qua thẻ. Nếu mà thanh toán qua thẻ thì bạn có thể thuê được nhiều loại xe hơn, còn giá tiền mặt thì nó giới hạn một số xe thôi. Ok, chào các bạn nha. Thì mình vừa giới thiệu với các bạn về cái kiểu thuê xe tự lái này nhá. Thì ngay trước mặt mình là loại này, công ty là Tamka Rental này, cái gì tiếng Anh của mình hơi rốt. Thì qua đây mình giới thiệu cho các bạn một số loại xe ở trong cái chỗ này nhá. Ví dụ như là kia này, nó là toàn xe 4 chỗ thôi, cũng có xe 7 chỗ, 6 chỗ, hay là xe tải cũng có, xe mini bus đi, xe kiểu trên 16 chỗ cũng có. Những cái dạng xe thuê này nhá, thì nó có một điều rất hay này. Ví dụ những cái xe này chẳng hạn, ở trên đầu lúc nào nó cũng có cái chữ cái này, riêng cái chữ OA này mà đánh vào nhá thì là xe cho thuê. Các bạn cứ đi đường mà gặp cái chữ có chữ OA này là toàn là xe cho thuê mà.
thì rất nhiều loại xe, nói chung là những cái bãi này là đa số là xe của Nhật, mà thương hiệu của Nhật hết. Thì may ra một cái số công ty lớn ấy, thì bạn có thể may ra bạn thuê được những cái dòng xe khác và xe nước ngoài, xe nhập nhá, còn đa số là của Nhật hết. Đây những dòng 7 chỗ này, dòng 4 chỗ, dòng 7 chỗ này. Ở cái bãi này là nó không có xe khách. Đây tôi tiến gần một cái xe rất là khủng luôn, nó cho thuê. Đây đây, xe chỗ này này, không biết thương hiệu gì nhưng mà nhìn trông hầm hố lắm. Không biết là xe cho thuê hay là xe của nhân viên. À đây đây là xe của nhân viên. Xe của nhân viên, không không phải cho thuê. Thì cái dịch vụ này rất là hay. Nếu mà như bạn ở một nơi khác đến bạn thuê xe ở đây nhá, thì nó sẽ có xe đến tận sân bay hoặc là ga tàu, nó đón bạn đến nhận xe và đi, khi nào về thì nó lại đưa bạn lên ga tàu, đưa bạn sân bay nhá. Thế thôi, lắng lắm thôi, đi về đây. Chào các bạn nhá, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.